phẩm 7. phẩm lạc sukha vaka 65. Có hai loại lạc. Này các tỷ kheo, thế nào là hai? Lạc tại gia và lạc xuất gia. Các pháp này, này các tỷ kheo, là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc này, này các tỷ kheo, tức là lạc xuất gia. 66. Có hai loại lạc này các tỷ kheo, thế nào là hai? Dục lạc và viễn ly lạc. Các pháp này, này các tỷ kheo, là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc này, này các tỷ kheo, tức là viễn ly lạc. 67. Có hai loại lạc, này các tỷ kheo, thế nào là hai? Lạc xanh y và lạc không xanh y. Các pháp này, này các tỷ kheo Là hai lạc Tối thắng trong hai lạc này Này các tỷ kheo Tức là lạc không sanh y 68 Có hai loại lạc Này các tỷ kheo Thế nào là hai Lạc có lậu hoặc Và lạc không có lậu hoặc Các pháp này Này các tỷ kheo Là hai lạc Tối thắng trong hai lạc này này các tỷ kheo, tức là lạc không có lậu hoặc. 69. Có hai loại lạc. Này các tỷ kheo, thế nào là hai? Lạc thuộc tài vật và lạc không thuộc tài vật. Các pháp này, này các tỷ kheo, là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc này, này các tỷ kheo, tức là lạc không thuộc tài vật. 70 có hai loại lạc này các tỷ kheo thế nào là hai lạc bậc thánh và lạc không phải bậc thánh các pháp này này các tỷ kheo là hai lạc tối thắng trong hai lạc này này các tỷ kheo tức là lạc bậc thánh 71 có hai loại lạc này các tỷ kheo thế nào là hai lạc thuộc thân và lạc thuộc tâm. Các pháp này, này các tỷ kheo, là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc này, này các tỷ kheo, tức là lạc thuộc tâm. 72. Có hai loại lạc, này các tỷ kheo, thế nào là hai? Lạc có hỷ và lạc không có hỷ. Các pháp này, này các tỷ kheo, là hai lạc tôi thắng trong hai lạc này. Này các tỷ kheo, tức là lạc không có hỷ. 73. Có hai loại lạc. Này các tỷ kheo, thế nào là hai? Lạc có hân hoan và lạc có xả. Các pháp này, này các tỷ kheo, là hai lạc. Tôi thắng trong hai lạc này. Này các tỷ kheo, tức là lạc có xả. 74 Có hai loại lạc này các tỷ kheo, thế nào là hai? Lạc có định và lạc không có định. Các pháp này này các tỷ kheo là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc này này các tỷ kheo, tức là lạc có định. 75 Có hai loại lạc này các tỷ kheo, thế nào là hai? lạc với sở duyên có hỷ và lạc với sở duyên không có hỷ. Các pháp này, này các tỷ kheo, là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc này, này các tỷ kheo, tức là lạc với sở duyên không có hỷ. 76. Có hai loại lạc, này các tỷ kheo, thế nào là hai? Lạc với sở duyên có hân hoan và lạc với sở duyên có xả các pháp này, này các tỷ kheo, là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc này, này các tỷ kheo, tức là lạc với sở duyên có xả. 77. Có hai loại lạc, này các tỷ kheo, thế nào là hai? Lạc với sở duyên thuộc sắc và lạc với sở duyên thuộc vô sắc. Các pháp này, này các tỷ kheo, là hai lạc tối thắng trong hai lạc này này các tỳ kheo tức là lạc với sở duyên thuộc vô sắc phẩm 8 phẩm tướng sanimitta vaka 78 này các tỷ kheo các pháp ác bất thiện khởi lên có tướng không phải không có tướng do đoạn tận chính tướng ấy như vậy các pháp ác bất thiện ấy không có mặt 79 này các tỷ kheo, các pháp ác bất thiện khởi lên có nhân duyên, không phải không có nhân duyên, do đoạn tận chính nhân duyên ấy. Như vậy, các pháp ác bất thiện ấy không có mặt. 80. Này các tỷ kheo, các pháp ác bất thiện khởi lên có nhân, không phải không có nhân, do đoạn tận chính nhân ấy, như vậy các pháp ác bất thiện ấy không có mặt. 81 Này các tỷ kheo, các pháp ác bất thiện khởi lên có các hành, không phải không có các hành. Do đoạn tận chính các hành ấy, như vậy các pháp ác bất thiện ấy không có mặt. 82 Này các tỷ kheo, các pháp ác bất thiện khởi lên có duyên, không phải không có duyên. Do đoạn tận chính duyên ấy, như vậy các pháp ác bất thiện ấy không có mặt. 83. Này các tỷ kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên có sắc, không phải không có sắc, do đoạn tận chính sắc ấy. Như vậy các pháp ác, bất thiện ấy không có mặt. 84. Này các tỷ kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên có thọ, không phải không có thọ, do đoạn tận chính thọ ấy, như vậy các pháp ác bất thiện ấy không có mặt. 85. Này các tỷ kheo, các pháp ác bất thiện khởi lên có tưởng, không phải không có tưởng. Do đoạn tận chính tưởng ấy, như vậy các pháp ác bất thiện ấy không có mặt. 86. Này các tỷ kheo, các pháp ác bất thiện khởi lên có thức, không phải không có thức do đoạn tận chính thức ấy Như vậy các pháp ác, bất thiện ấy không có mặt 87. Này các tỷ kheo Các pháp ác, bất thiện khởi lên có sở duyên hữu vi Không phải không có sở duyên hữu vi Do đoạn tận chính sở duyên hữu vi ấy Như vậy các pháp ác, bất thiện ấy không có mặt Chương 9 Phẩm các pháp Dhamma Vaka 88 Này các tỷ kheo, có hai pháp này, thế nào là hai? Tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Các pháp này, này các tỷ kheo, là hai pháp. 89 Vân vân, tinh tấn và nhất tâm, vân vân. 90 Vân vân, danh và sắc, vân vân. 91 Vân vân, minh và giải thoát, vân vân. 92. vân vân. hữu kiến và vô hữu kiến, vân vân. 93. vân vân. vô tàm và vô quý, vân vân. 94. vân vân. tàm và quý, vân vân. 95. vân vân. khó nói và ác hữu, vân vân. 96, vân vân, dễ nói và thiện hữu, vân vân. 97, vân vân, giới thiện xảo và tác ý thiện xảo, vân vân. 98, này các tỷ kheo, có hai pháp này, thế nào là hai? Phạm thiện xảo và xuất phạm thiện xảo. Các pháp này, này các tỷ kheo, là hai pháp. Phẩm 10 Phẩm kẻ ngu Balavaka 99 Này các tỷ kheo Có hai loại kẻ ngu này Thế nào là hai Người mang gánh nặng chưa đến Và người không mang gánh nặng đã đến Hai người này Này các tỷ kheo Là hai kẻ ngu 100 Này các tỷ kheo Có hai bậc hiền trí này Thế nào là hai? Người mang gánh nặng đã đến và người không mang gánh nặng chưa đến. Hai người này, này các tỷ kheo, là hai bậc hiền trí. 101 Này các tỷ kheo, có hai loại kẻ ngu này. Thế nào là hai? Người tưởng là hợp pháp. Cap Pisa Sanyi Đối với việc không hợp pháp, và người tưởng là không hợp pháp đối với việc hợp pháp. Hai người này, này các tỷ kheo, là hai kẻ ngu. 102. Này các tỷ kheo, có hai bậc hiền trí này, thế nào là hai? Người tưởng là không hợp pháp đối với việc không hợp pháp và người tưởng là hợp pháp đối với việc hợp pháp. Hai người này, này các tỷ kheo, là hai bậc hiền trí. 103 Này các tỷ kheo, có hai loại kẻ ngu này. Thế nào là hai? Người tưởng là có phạm tội đối với việc không phạm tội và người tưởng là không phạm tội đối với việc có phạm tội. Hai người này, này các tỷ kheo, là hai kẻ ngu. 104. Này các tỷ kheo, có hai bậc hiền trí này, thế nào là hai? Người tưởng là không phạm tội đối với việc không phạm tội, và người tưởng là phạm tội đối với việc có phạm tội. Hai người này, này các tỷ kheo, là hai bậc hiền trí. 105 Này các tỷ kheo, có hai loại kẻ ngu này, thế nào là hai? người tưởng là đúng pháp, Dhamma San Nhi, đối với việc phi pháp, và người tưởng là phi pháp, đối với việc đúng pháp. Hai người này, này các tỷ kheo, là hai kẻ ngu. 106. Này các tỷ kheo, có hai bậc hiền trí này, thế nào là hai? Người tưởng là đúng pháp, đối với việc đúng pháp và người tưởng là phi pháp đối với việc phi pháp. Hai người này, này các tỷ kheo, là hai bậc hiền trí. 107 Này các tỷ kheo, có hai loại kẻ ngu này. Thế nào là hai? Người tưởng là đúng luật. Vinaya Sanyi Đối với việc phi luật. Và người tưởng là phi luật. Đối với việc đúng luật hai người này, này các tỷ kheo, là hai kẻ ngu. 108. Này các tỷ kheo, có hai bậc hiền trí này, thế nào là hai, người tưởng là phi luật, đối với việc phi luật, và người tưởng là đúng luật, đối với việc đúng luật. Hai người này, này các tỷ kheo, là hai bậc hiền trí. 109 trong hai hạng người này các tỷ kheo các lậu hoặc tăng trưởng trong hai hạng người nào người lo lắng những việc không đáng lo lắng và người không lo lắng những việc đáng lo lắng trong hai hạng người này này các tỷ kheo các lậu hoặc tăng trưởng 110 trong hai hạng người này các tỷ kheo các lậu hoặc không tăng trưởng trong hai hạng người nào người không lo lắng những việc không đáng lo lắng và người lo lắng những việc đáng lo lắng. Trong hai hạng người này, này các tỷ kheo, các lậu hoặc không tăng trưởng. 111. Trong hai hạng người, này các tỷ kheo, các lậu hoặc tăng trưởng, trong hai hạng người nào, người tưởng là hợp pháp đối với việc không hợp pháp và người tưởng là không hợp pháp đối với việc hợp pháp trong hai hạng người này này các tỷ kheo các lậu hoặc tăng trưởng 112 trong hai hạng người này các tỷ kheo các lậu hoặc không tăng trưởng trong hai hạng người nào người tưởng là không hợp pháp đối với việc không hợp pháp và người tưởng là hợp pháp đối với việc hợp pháp trong hai hạng người này này các tỷ kheo, các lậu hoặc không tăng trưởng. 113 Trong hai hạng người, này các tỷ kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. Trong hai hạng người nào, người tưởng là có phạm tội đối với việc không phạm tội và người tưởng là không phạm tội đối với việc có phạm tội. Trong hai hạng người này, này các tỷ kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. 114. Trong hai hạng người, này các tỷ kheo, các lậu hoặc không tăng trưởng, trong hai hạng người nào, người tưởng là có phạm tội, đối với việc có phạm tội, và người tưởng là không phạm tội, đối với việc không phạm tội. Trong hai hạng người này, này các tỷ kheo, các lậu hoặc không tăng trưởng. 115 Trong hai hạng người Này các tỷ kheo Các lậu hoặc tăng trưởng Trong hai hạng người nào Người tưởng là đúng pháp Đối với việc phi pháp Và người tưởng là phi pháp Đối với việc đúng pháp Trong hai hạng người này Này các tỷ kheo Các lậu hoặc tăng trưởng 116 Trong hai hạng người Này các tỷ kheo các lậu hoặc không tăng trưởng trong hai hạng người nào người tưởng là đúng pháp đối với việc đúng pháp và người tưởng là phi pháp đối với việc phi pháp trong hai hạng người này này các tỷ kheo các lậu hoặc không tăng trưởng 117 trong hai hạng người này các tỷ kheo các lậu hoặc tăng trưởng trong hai hạng người nào người tưởng là đúng luật đối với việc phi luật và người tưởng là phi luật đối với việc đúng luật. Trong hai hạng người này, này các tỷ kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. 118 Trong hai hạng người, này các tỷ kheo, các lậu hoặc không tăng trưởng. Trong hai hạng người nào, người tưởng là đúng luật đối với việc đúng luật và người tưởng là phi luật đối với việc phi luật. Trong hai hạng người này, này các tỷ kheo, các lậu hoặc không tăng trưởng. Phẩm 11 Phẩm hy vọng khó từ bỏ Asadupajaha Vaga 119 Có hai hy vọng Này các tỷ kheo, khó được từ bỏ Thế nào là hai? Hy vọng được lợi dưỡng và hy vọng được sống Hai pháp này, này các tỷ kheo, là hai hy vọng khó được từ bỏ. 120. Có hai hạng người, này các tỷ kheo, khó tìm được ở đời. Thế nào là hai? Người thi ân trước và người biết nhớ ơn đã làm. Hai hạng người này, này các tỷ kheo, khó tìm được ở đời. 121 có hai hạng người Này các tỷ kheo Khó tìm được ở đời Thế nào là hai Người thỏa mãn Và người làm người khác thỏa mãn Hai hạng người này này các tỷ kheo, khó tìm được ở đời. 122 Có hai hạng người, này các tỷ kheo, khó làm cho thỏa mãn. Thế nào là hai? người cất chứa các lợi dưỡng và người phung phí các lợi dưỡng. Hai hạng người này, này các tỷ kheo, khó làm cho thỏa mãn. 123 Có hai hạng người, này các tỷ kheo, dễ làm cho thỏa mãn. Thế nào là hai? Người không cất chứa các lợi dưỡng và người không phung phí các lợi dưỡng. Hai hạng người này, này các tỷ kheo, dễ làm cho thỏa mãn. 124. Có hai duyên, này các tỷ kheo, khiến tham sanh khởi, thế nào là hai? Tịnh tướng và không như lý tác ý. Hai pháp này, này các tỷ kheo, là hai duyên khiến tham sanh khởi. 125. Có hai duyên, này các tỷ kheo, khiến sân sanh khởi, thế nào là hai? Chướng ngại tướng và không như lý tác ý. Hai pháp này, này các tỷ kheo, là hai duyên khiến sân sanh khởi. 126 Có hai duyên, này các tỷ kheo, khiến tả kiến sanh khởi, thế nào là hai? Tiếng nói của người khác và không như lý tác ý. Hai pháp này, này các tỷ kheo, là hai duyên khiến tà kiến sanh khởi. 127 Có hai duyên, này các tỷ kheo, khiến chánh kiến sanh khởi. Thế nào là hai? Tiếng nói của người khác và như lý tác ý. Hai pháp này, này các tỷ kheo, là hai duyên khiến chánh kiến sanh khởi. 128 Có hai loại tội phạm này các tỷ kheo thế nào là hai tội phạm nhẹ và tội phạm nặng hai pháp này này các tỷ kheo là hai loại tội phạm 129 Có hai loại tội phạm này các tỷ kheo thế nào là hai tội phạm thô trọng và tội phạm không thô trọng. Hai pháp này, này các tỷ kheo, là hai loại tội phạm. 130. Có hai loại tội phạm. Này các tỷ kheo, thế nào là hai? Tội phạm có dư tàn và tội phạm không có dư tàn. Hai pháp này, này các tỷ kheo, là hai loại tội phạm. Phẩm 12. Phẩm Hy Cầu Ajanchana Vaga 131 Tỷ kheo có tín tâm Này các tỷ kheo Nếu hy cầu một cách trơn tránh Sẽ hy cầu như sau Mong rằng ta sẽ như Sariputta và Mogalana Đây là cán cân Này các tỷ kheo Đây là đồ đo lường Đối với các đệ tử tỷ kheo của ta Tức là Sariputta và Mogalana 132 Tỷ kheo ni có tín tâm Này các tỷ kheo Nếu hy cầu một cách trơn tránh Sẽ hy cầu như sau Mong rằng ta sẽ như tỷ kheo ni Khema và Upalavanna Đây là cán cân Này các tỷ kheo Đây là đồ đo lường đối với các đệ tử tỷ kheo ni của ta, tức là tỷ kheo ni Khema và Upalavanna. 133. Cư sĩ có tín tâm. Này các tỷ kheo, nếu hy cầu một cách trơn tránh, sẽ hy cầu như sau. Mong rằng ta sẽ như gia chủ Chitta và Hathaka ở Alavi. Đây là cán cân. Này các tỷ kheo, đây là đồ đo lường đối với các đệ tử cư sĩ của ta Tức là gia chủ Chitta và Hathaka ở Alavi 134 Nữ cư sĩ có tín tâm Này các tỷ kheo Nếu hy cầu một cách trơn tránh Sẽ hy cầu như sau Mong rằng ta sẽ như nữ cư sĩ Kuzutara Và Velukandakiza Mẹ của Nanda đây là cán cân. Này các tỷ kheo, đây là đồ đo lường đối với các đệ tử nữ cư sĩ của ta, tức là nữ cư sĩ Khujutara và Velu Kandakiza, mẹ của Nanda. 135. Thành tựu hai pháp. Này các tỷ kheo, kẻ ngu vụng về không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị người trí của trách và tạo nên nhiều điều vô phước. Thế nào là hai? Không suy tư, không thẩm sát, tán thán người không đáng được tán thán và chỉ trích người xứng đáng được tán thán. Do thành tựu hai pháp này, này các tỷ kheo, kẻ ngu vụng về, không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị người trí của trách, và tạo nên nhiều điều vô phước. Thành tựu hai pháp này, này các tỷ kheo, bậc hiền trí khôn khéo, bậc chân nhân, tự mình xử sự không như một kẻ mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị người trí của trách và tạo nên nhiều phước đức. Thế nào là hai, sau khi suy tư và thẩm sát, tán thán người đáng được tán thán và chỉ trích người đáng bị chỉ trích do thành tựu hai pháp. Này các tỷ kheo, bậc hiền trí khôn khéo, bậc chân nhân, tự mình xử sự không như một kẻ mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị người trí của trách, và tạo nên nhiều phước đức. 136 Thành tựu hai pháp Này các tỷ kheo, kẻ ngu vụng về, không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị người trí của trách và tạo nên nhiều điều vô phước. Thế nào là hai? Không có suy tư, không có thẩm sát, tự cảm thấy tin tưởng đối với những chỗ không đáng tin tưởng và tự cảm thấy không tin tưởng đối với những chỗ đáng tin tưởng. Do thành tựu hai pháp này, này các tỷ kheo, kẻ ngu vụng về, không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất gốc bị thương tích, phạm tội, bị người trí của trách và tạo nên nhiều điều vô phước. Thành tựu hai pháp này, này các tỷ kheo, bậc hiền trí khôn khéo, bậc chân nhân tự mình xử sự không như một kẻ mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị người trí của trách và tạo nên nhiều phước đức. Thế nào là hai? Sau khi suy tư và thẩm sát, tự cảm thấy không tin tưởng, đối với những chỗ không đáng tin tưởng và tự cảm thấy tin tưởng đối với những chỗ đáng tin tưởng. Do thành tựu hai pháp này, này các tỷ kheo, bậc hiền trí khôn khéo, bậc chân nhân, tự mình xử sự không như một kẻ mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị người trí của trách và tạo nên nhiều phước đức. 137 do tà hạnh đối với hai hạng người này, kẻ ngu vụng về, vân vân, nhiều điều vô phước. Đối với hai hạng người nào, với mẹ và với cha, do tà hạnh đối với hai hạng người này, kẻ ngu vụng về, vân vân, nhiều điều vô phước. Do tránh hạnh đối với hai hạng người này, bậc hiền trí, vân vân, tạo nên nhiều phước đức đối với hai hạng người nào? Với mẹ và với cha. Do tránh hạnh đối với hai hạng người này, bậc hiền trí, vân vân, tạo nên nhiều phước đức. 138. Do tà hạnh đối với hai hạng người này, kẻ ngu vụng về, vân vân, nhiều điều vô phước. Đối với hai hạng người nào? Với Như Lai và với đệ tử của Như Lai do tà hạnh đối với hai hạng người này, kẻ ngu vụng về, vân vân, nhiều điều vô phước. Do tránh hạnh đối với hai hạng người này, bậc hiền trí, vân vân, tạo nên nhiều phước đức. Đối với hai hạng người nào, với Như Lai và với đệ tử của Như Lai, do tránh hạnh đối với hai hạng người này, bậc hiền trí, vân vân, tạo nên nhiều phước đức. 139 Có hai pháp Này các tỷ kheo Thế nào là hai Thanh tịnh tự tâm Và không chấp thủ một cái gì ở đời Các pháp này Này các tỷ kheo Là hai pháp 140 Có hai pháp Này các tỷ kheo Thế nào là hai Phẫn nộ và hiểm hận Các pháp này này các tỷ kheo là hai pháp. 141 Có hai pháp. Này các tỷ kheo. Thế nào là hai? Nhiếp phục phẫn nộ và nhiếp phục hiềm hận. Các pháp này. Này các tỷ kheo là hai pháp.